Thưa quý vị, nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia hiện nằm dưới sự kiểm soát của Nga, nguồn nước chủ yếu dựa vào hồ thủy điện Kakhovka để làm mát 6 lò phản ứng hạt nhân. Tuy nhiên, mực nước ở đây đã giảm 2,8 mét kể từ sau vụ nổ đập Nova Kakhovka vào ngày 6 tháng 6. Một tổ chức an toàn hạt nhân của Pháp đã lên tiếng cảnh báo nguy cơ hệ thống làm mát tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia có nguy cơ bị sập, gây rò rỉ do đập Kakhovka bị vỡ và hồ chứa bị cạn nước. Trong báo cáo mới nhất, Viện Bảo vệ Bức xạ và An toàn Hạt nhân IRSN có trụ sở tại Paris cảnh báo trong trường hợp xấu nhất, vụ vỡ đập có thể gây nguy hiểm lâu dài cho nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Vì nếu không có đủ nguồn nước, nhà máy Zaporizhia sẽ không thể làm mát hệ thống, vận hành các máy phát điện và từ đó có nguy cơ làm rò rỉ hạt nhân. Và nếu không có bể chứa hỗ trợ ở phía bên kia, áp suất bên trong của nước trong bể làm mát có thể làm vỡ đê xung quanh nó. Theo báo cáo này, việc mất bể chứa không có nguy cơ gây thảm họa vì các nguồn nước khác có thể được đưa vào, chẳng hạn như xe tải bơm để ngăn chặn sự tan chảy của nhiên liệu hạt nhân của nhà máy. Nhưng việc mất bể làm mát sẽ làm gia tăng đáng kể mối lo ngại về an toàn tại nhà máy. Kể từ khi đập Kakhovka bị vỡ hôm 6 tháng 6, hồ chứa của nó đã chảy vào sông Dnipro và Biển Đen xa hơn và sẽ sớm giảm xuống dưới mức nước được sử dụng để bơm nước vào một loạt các hồ phun được sử dụng để làm mát lò phản ứng ở nhà máy Zaporizhia. Phó Tổng Giám đốc phụ trách an toàn hạt nhân của IRSN, ông Karin Hevio, cũng cho biết, vì tất cả 6 lò phản ứng tại nhà máy Zaporizhia đã ngừng hoạt động vài tháng trước do giao tranh trong khu vực, nên nhu cầu làm mát của nhà máy bị hạn chế và có thể được đáp ứng bởi các nhà máy khác. Ông cho biết thêm, nếu đê bị phá hủy do áp lực nước, có nhiều cách khác để bổ sung nước cho các hồ phun, chẳng hạn như xe bơm chở nước từ Dnipro hoặc lưu vực nước khác nằm gần đó. Trong khi đó, ông Ihor Sirota, người đứng đầu tập đoàn thủy điện Ukrhydroenergo của Ukraine, hôm 8 tháng 6 cho rằng chúng tôi đang tiến đến vùng chết 12,7 mét này, sau đó sẽ không có bất kỳ nguồn nước nào cung cấp cho các hồ phun làm mát tại nhà máy Zaporizhia. Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA Rafael Grossi hôm 7 tháng 6 cũng cảnh báo khi mực nước dưới 12,7 mét, nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia sẽ không thể bơm nước từ hồ chứa để làm mát lò phản ứng. Về thảm họa vỡ đập thủy điện này, cả Ukraine, Liên Hợp Quốc, Liên minh châu Âu, EU và các nhà lãnh đạo thế giới khác đang quy trách nhiệm cho Nga, trong khi Moscow hoàn toàn bác bỏ và đổ lỗi cho Kiev. Moscow nói rằng Ukraine muốn cắt nguồn nước của bán đảo Crimea bị sáp nhập vào Nga năm 2014. Nói về vấn đề này, ông Grossi cảnh báo rằng điều quan trọng bây giờ không phải là đổ lỗi, mà là đảm bảo việc làm mát ao tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia còn nguyên vẹn. Ông nói thêm rằng nước từ hồ chứa Kakhovka vẫn đang được bơm đến nhà máy điện để làm mát các lò phản ứng và các khu vực khác. Ông Grossi cho biết nhà máy cũng có thể dựa vào hồ làm mát lớn phía trên hồ chứa với lượng nước đủ dùng trong vài tháng. Tổng giám đốc IAEA có kế hoạch đến nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia vào tuần tới và đưa thêm các quan sát viên để tăng cường sự hiện diện của IAEA tại đây. Chủ tịch của Công ty Năng lượng Hạt nhân Quốc gia Ukraine Energoatom, ông Petro Kotin, hôm 8 tháng 6 cũng cho biết nguồn cung cấp nước hiện tại ở Zaporizhia là đủ để giữ cho nhà máy điện hạt nhân ở chế độ vận hành an toàn, nhưng cảnh báo về mối đe dọa phá hoại khác. Thế giới đang tập trung chú ý vào việc Ukraine đang lao về mọi hướng, trong đó có 3 mặt trận chính là Kherson, Zaporizhia và Kharkov để tìm ra lỗ hổng phòng ngự yếu nhất của Nga. Một khi phát hiện được lỗ hổng của Nga, Ukraine sẽ sử dụng lực lượng dự bị chiến lược hai quân đoàn tinh nhuệ do NATO huấn luyện và trang bị toàn vũ khí hiện đại tấn công dữ dội. Ngày 4 tháng 6, một hoạt động quân sự quy mô lớn của quân đội Ukraine AFU đã nổ ra trên toàn tuyến mặt trận từ Nam Donetsk đến Tây Kherson. AFU huy động hàng chục lữ đoàn cùng với nhiều xe tăng, thiết giáp tham gia tấn công. Bộ Quốc phòng Nga cho rằng Ukraine đã mở chiến dịch tổng tấn công mùa xuân như Kiev từng tuyên bố lâu nay. Tuy nhiên, Oleksiy Danilov, Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine, bác bỏ tuyên bố của Nga cho rằng cuộc phản công đã bắt đầu. Ông cho biết tất cả điều này là không đúng sự thật. Khi tất cả những điều này bắt đầu, quân đội của chúng tôi sẽ quyết định. Lúc đó mọi người sẽ biết về điều đó, họ sẽ thấy điều đó. Tại sao Kiev lại che giấu, phủ nhận khi mà thực tế cho thấy đã có một hoạt động quân sự lớn xảy ra trên toàn tuyến? Quả thật kế hoạch tấn công này của Kiev có ý nghĩa chính trị rất quan trọng vì kết quả của nó sẽ quyết định nhiều thứ. Một chiến dịch thành công sẽ trấn an các đồng minh phương Tây của Ukraine và có thể làm giảm sự ủng hộ của người dân Nga đối với cuộc giao tranh, ngay cả khi nó không gây ra sự sụp đổ của lực lượng vũ trang Nga hoặc chiếm lại tất cả các lãnh thổ. Nếu cuộc tấn công giành lại được phần đất đáng kể
và khẳng định quyền kiểm soát các điểm chiến lược quan trọng, nó sẽ cải thiện đáng kể vị thế của Ukraine trên bàn đàm phán. Nó cũng có thể giúp đặt ra câu hỏi trong tâm trí của các quốc gia cho đến nay vẫn đứng bên lề, chẳng hạn như Ấn Độ và Trung Quốc. Nhưng chiến dịch thất bại hoặc không thành công sẽ gây ra những hệ quả nghiêm trọng với chính quyền Kiev. Dường như việc họ chưa hoặc không tuyên bố về chiến dịch tổng tấn công mùa xuân là để giành đường lui cho mình. Nói là gượng ép vì nó bị áp lực bởi yếu tố chính trị. Động cơ chính trị yêu cầu phải tấn công. Nếu quân đội Ukraine không thực hiện thì sự đầu tư của phương Tây vào dự án Ukraine bị lung lay, thậm chí bị cắt. Điều gì xảy ra khi phương Tây ngưng viện trợ cho Ukraine? Người đứng đầu chính sách đối ngoại EU Joseph Borrell nói tại hội nghị Shangri-La vừa qua: "Tôi biết cách kết thúc cuộc giao tranh với Ukraine, nó khá dễ. Chúng tôi chỉ ngừng viện trợ cho Ukraine thì chiến tranh sẽ kết thúc trong vài tuần." Có lẽ ông ấy ám chỉ rằng Ukraine bị Nga đánh bại ngay và luôn nếu bị cắt viện trợ. Chính vì thế, khi một kế hoạch tấn công mà chuẩn bị chưa đầy đủ về lực lượng, về vũ khí đạn dược, trang bị kỹ thuật, hậu cần, khi mà chưa có được phương án, kế hoạch tác chiến tối ưu, thì ở góc nhìn quân sự, không một cơ quan tham mưu tác chiến nào triển khai thực hiện chiến dịch. Hơn ai hết, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine hiểu rõ bản thân và nguyên tắc này, cho nên đó là lý do mà họ cứ kéo dài thời hạn tấn công từ mùa xuân cho đến mùa hè. Mở kế hoạch tấn công là liều mạng, phi nguyên tắc quân sự. Để hiểu được điều này, chúng ta phân tích kỹ cục diện chiến trường. Thứ nhất, hoạt động của quân đội Nga. Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga đã bày mưu, lập kế để chống liên quân Ukraine-NATO phản công. Có thể nói, từ tháng 9 năm 2022, quân đội Nga đã rút lui hay như truyền thông phương Tây đã miêu tả là tháo chạy khỏi Kharkov, Izium và đặc biệt là Kherson. Đến bây giờ, khi đập thủy điện Kakhovka bị phá vỡ, khiến 10% lãnh thổ do Ukraine quản lý và 90% do Nga quản lý đã bị ngập lụt, thì chúng ta mới thấy dường như quyết định rút lui khỏi Kherson của tướng Surovikin là cực kỳ chuẩn xác. Nếu chần chừ thì rất có thể hơn 30.000 binh sĩ và phương tiện của quân đội Nga sẽ không còn đường rút, bị bõm trong nước và bị quân đội Ukraine nhấn chìm. Nga rút quân để xây dựng tuyến phòng ngự nhiều tầng, nhiều lớp liên hoàn, kiên cố và bố trí lực lượng thiện chiến tại hai khu vực Kherson và Zaporizhia. Dưới góc nhìn quân sự, có thể nói với cách bố trí, sử dụng binh lực như vậy thì rất khó để xuyên thủng. Rõ ràng là Nga muốn đóng băng hướng Kherson và Zaporizhia. Khi Kherson và Zaporizhia bị đóng băng, thì quân đội Ukraine sẽ buộc phải mở đòn tấn công ở vùng Donbass. Mặt trận Donbass là nơi Nga chọn và điều động quân của đối phương đến để chiến đấu. Thế chủ động lúc này do Nga quyết định. Tại sao Nga chọn chiến đấu với Ukraine, NATO ở đó thì ai cũng biết. Nó gần lãnh thổ Nga, hậu cần, kỹ thuật phục vụ cho quân đội Nga thuận lợi, hỗ trợ tác chiến cho lực lượng mặt đất kịp thời. Tại đây, Nga chọn phương thức tác chiến là phòng ngự chủ động, chấp nhận chờ đợi đòn tấn công của đối phương. Lối chơi của quân đội Nga là vẫn tổ chức triển khai các cối xay thịt. Nếu quân đội Ukraine vẫn lựa chọn cắn mồi, điều này cũng chẳng khiến nhiều chuyên gia quân sự ngạc nhiên vì thực tế Kiev có cách nào khác nữa đâu. Thứ hai, hoạt động quân sự của quân đội Ukraine vội vàng, bị động. Như chúng ta đã biết, nguyên tắc trở thành chân lý trong các kế hoạch tấn công lớn khi tấn công và phòng ngự dựa trên cơ sở đơn vị sức mạnh ngang nhau thì bên công phải có lực lượng gấp 3 đến 5 lần bên thủ. Thế nhưng, Nga có hỏa lực vượt trội, bao gồm cả không quân, pháo binh đang giữ thế phòng ngự, trong khi lực lượng tấn công của Ukraine không có địa lợi ở điểm xuất phát tấn công, bầu trời khu vực tác chiến bị đối phương khống chế, thì rất khó khăn để giành thắng lợi nếu như không muốn nói là tự sát. Nói như vậy không có nghĩa là quân đội Ukraine chỉ biết ngồi nhìn lãnh thổ bị kiểm soát mà không dám tấn công giành lại. AFU phải hành động, tuy nhiên cần có sự chuẩn bị về lực lượng như quân số, vũ khí trang bị và hậu cần kỹ thuật đảm bảo cho chiến dịch. Thế nhưng, AFU chiến đấu ở mặt trận phía đông quá xa với nguồn cung cấp từ hậu phương phía tây, vũ khí thiếu hụt, đặc biệt tên lửa không quân đội Nga luôn luôn tấn công hủy diệt các kho đạn dược, hậu cần kỹ thuật của đối phương ở tiền tuyến, nơi xuất phát tấn công trong khi phòng không Ukraine bất lực. Không quân đội Nga phóng bom lượn ở khoảng cách từ 40 đến 70 km, thì tuyến xuất phát tấn công của AFU phải ít nhất cách hàng phòng ngự của quân đội Nga là 40 km. Không cần là một nhà quân sự tài giỏi, bất cứ sĩ quan tác chiến nào cũng biết hậu quả. Từ ngày 4 tháng 6 đến nay, sau nhiều ngày tấn công liên tiếp, các mũi đột kích của quân đội Ukraine đều bị bẻ gãy và thiệt hại nặng trước sức kháng cự quyết liệt của quân đội Nga. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine vẫn chưa tìm được lỗ hổng trong tuyến phòng ngự của quân đội Nga nên họ chưa công bố mở màn chiến dịch chăng?
Vụ đập thủy điện Kakhovka bị phá vỡ đã gây chấn động mạnh cho thế giới, nhưng ẩn chứa sau sự kiện này là rất nhiều điều đáng nói. Ở góc nhìn quân sự, chúng ta sẽ đề cập đến vấn đề này trong các bài tiếp sau. Giới quan sát nhận định, Ukraine đã bắt đầu đưa hệ thống hỏa lực phóng loạt HIMARS ra các điểm nóng trên tiền tuyến, với hy vọng có thể xuyên thủng các lớp phòng vệ kiên cố của Nga. Tờ Newsweek dẫn lời Semyon Perov, chuyên gia quân sự có quan điểm ủng hộ Nga, đưa tin Ukraine đã đưa pháo HIMARS ra khu vực tiền tuyến mặt trận phía Nam để tấn công các vị trí của Nga. Theo ông Perov, người đang điều hành một trang chuyên đưa tin về giao tranh Nga-Ukraine, hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao HIMARS đang được triển khai không do dự, sẽ được sử dụng ngay trên mặt trận ở các khu vực như phía đông Donetsk và khu vực phía nam Zaporizhia. Ông viết, Ukraine tấn công ngay vào các công sự tiên tiến, đồng thời nhận định quân đội Kiev sẽ cố gắng xuyên thủng phòng tuyến của lực lượng Nga bằng HIMARS. Ông cảnh báo, đối phó với HIMARS trong chiến hào khó hơn nhiều so với các cuộc tấn công bằng xe tăng. Ukraine bắt đầu sử dụng HIMARS từ mùa hè năm 2022, và hệ thống này được Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov đánh giá cao, xem là vũ khí thay đổi cuộc chơi. Nhờ HIMARS, Ukraine đã phản công thành công ở Kherson và giành lại thành phố chiến lược từ Nga. Mỹ đã cấp và hứa cung cấp 38 hệ thống HIMARS cho Ukraine trong các gói viện trợ quân sự kèm theo đạn dược. Trước đó, Ukraine tận dụng việc rocket HIMARS có tầm tấn công tối đa 80 km để thực hiện các cuộc tập kích lực lượng Nga ở vị trí tương đối xa tiền tuyến, nhằm bảo toàn các bệ phóng trước nguy cơ bị Nga phản pháo. Ukraine đã sử dụng HIMARS tấn công chính xác vào các mục tiêu quan trọng của Nga như kho đạn, tuyến đường hậu cần, tiếp tế quan trọng trên tiền tuyến và gây thiệt hại lớn. Tuy nhiên, Ukraine nhiều lần thừa nhận Nga đã thích nghi với HIMARS bằng cách đặt kho vũ khí vào sâu hơn nữa so với ranh giới giữa hai bên. Đây có thể là nguyên nhân Ukraine đưa HIMARS lại gần tiền tuyến hơn để tìm cách xuyên qua phòng tuyến kiên cố cũng như làm tiêu hao năng lực quân sự của Nga ở khu vực. Trong khi đó, Nga trước đó tuyên bố rằng phòng không nước này đã nhận được một phần mềm mới cho phép họ có thể nhanh chóng phát hiện và bắn rơi rocket HIMARS của Ukraine. Hãng tin Nga RIA Novosti dẫn lời chỉ huy một lực lượng phòng không Nga ở khu vực Zaporizhia cho biết, nếu ở giai đoạn đầu, lực lượng phòng không Nga chưa hiểu rõ rocket HIMARS, thì sau khi nhận được phần mềm mới, chúng trở thành mục tiêu bình thường. Chúng tôi có thể quan sát, đánh giá, phá hủy rocket HIMARS mà không gặp vấn đề gì. Ngoài đánh chặn rocket HIMARS, Nga còn đang áp dụng chiến thuật phản pháo nhằm vào các bệ phóng với sự góp mặt của hệ thống hỏa lực phóng loạt Tornado-S. Chuyên gia quân sự Yuri Krutov cho biết Tornado-S có tầm tấn công lớn hơn HIMARS 120 km so với 80 km và cũng có khả năng chỉ đường cho từng quả rocket đã được phóng ra. HIMARS có thể bắn 6 quả rocket dẫn đường bằng GPS kích cỡ 227mm ở khoảng cách tối đa 80 km và độ chính xác 5-10m. Trong khi đó, Tornado-S có thể phóng 12 quả rocket dẫn đường bằng GLONASS kích cỡ 300mm ở khoảng cách tối đa 120 km và độ chính xác tương đương.